Pra me segurar. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào đây cho mình 8 mũi móc đơn. Mình sẽ móc một phần mắt tương tự như thế này nữa. Mình sẽ móc tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó móc vào đây một mũi móc xích. Sau khi móc xong, mình sẽ móc vào đây 8 mũi móc đơn. Mình lại rút sợi len và sau đó mình sẽ kết hàng. Vậy là mình đã được hai phần mắt.
Sau đó mình sẽ lên vô đây để mình móc phần miệng. Là mình đã đồng phần mặt kẹp độ mixi. Đây là thành quả mình móc xong mặt kẹp độ mixi.